có phòng sẵn từ trước đúng không? Hay là... Cái nào chị? Ý là lúc mà bình thường mở nguồn lên ấy thì không biết là nước rồi lúc để tận qua đêm thấy nước nó nóng thế nào. Em thấy có nước vào mà nó bốc mà. Còn lúc nào thì cái đấy không rõ.